Kính chúc toàn thể quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào, luôn tràn ngập niềm vui tươi cười và thành đạt trong cuộc sống. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, Kinh Phật luôn dạy rằng nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vững chãi ngàn đời. Ngay sau đây Hoàng Tiến xin mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe một nhạc phẩm hết sức ý nghĩa mang tên Nghĩ Về Cha. Dài bao gian khó.